khác 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 nhiều chứ không? Tại vì khác nhiều trong mọi lần á, mà mỗi một ngày khi mà không có máy á, thì coi như chú mất hết nguyên cả một cái ngày để mà chú quần với mấy thằng này. Dạ. Còn bữa hôm nào mà chú bận quá thì coi như là chú phải tiết càng cua cho nó ăn cám chế biến với lúa thôi thì nó tốn tiền nhiều lắm. Dạ. Còn có cái máy này thì chú giảm được khoảng chừng 50% cái tiền tiêu tốn vào trong thức ăn. Theo như chú đánh giá thì nó giảm được tới một nửa chứ không phải là ấy, thì mình nói với trong mà mình làm mà nó giảm được một nửa là tốt lắm rồi. Với cái tình hình chăn nuôi của mình, cái người nông dân thì nó vẫn bị áp lực của cái thị trường, được mùa mất giá, mất giá thì được mùa. Nhưng mà với cách xử lý của cái máy đa năng này thì cái vấn đề mùa hay giá nó không còn phải là vấn đề lớn. Chú có thể giới thiệu cho về bản thân. Chú tên là Nguyễn Văn Đức. Năm nay chú 55 tuổi. Thì chú về Chợ Lách này chú sống là tới bây giờ là được 7 năm. Thực tế là nhà chú thì cũng hồi trước thì chú ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây 7 năm thì chú mới về đây là chú sang vườn, lập vườn rồi. Chú làm. Dạ. Thì chú mới xem những cái thông tin trên mạng đó. Dạ. Chú biết được là công ty chế phẩm có chế ra một cái loại máy để xay, máy đa năng để xay những cái thức ăn cho gia súc, gia cầm. Dạ. Thì sau khi mà chú xem được ở trên chẩn rồi thì chú có liên hệ với công ty ở trên thành phố Hồ Chí Minh để chú mua một cái máy cách đây 4 tháng. À, nhà chú là mình chăn nuôi cái gì vậy chú? Hiện thời nay thì ở dưới này chú chăn nuôi rồi với tính cách là hộ gia đình. Chú nuôi heo, gà, vịt, dê. Gà ở đây là chú khoảng chừng 200 con. Dạ. Là gà đá không hả chú? Gà đá không á. Dạ. Là cát dòng luôn á. Nói chung là cát dòng gà đá, từ gà nòi, gà tre gì là có hết. Thì hồi đó một ngày á, là chú cho ăn là 10kg lúa. Dạ. 10kg lúa là bây giờ giá lúa dưới này là mất 70.000 rồi. Dạ. Đó, với cộng thêm khoảng chừng 3-4kg cám cho gà con. Dạ. Đó, thì cám gà con nó là 12.000 một ký. Dạ. Thì chú cứ nhẩm hồi xưa là chú cứ cộng là một ngày là chú hết 100.000 thì một tuần là chú hết 700.000. Dạ. Tiền thức ăn cho gà, tính riêng về gà thôi.
Đó, nhưng mà bây giờ thì có cái máy thì nó giảm đi được một nửa, là tại vì thay vì 10 kg lúa thì chú chỉ cho ăn có 5 kg thôi, còn 5 kg là nó là cái thức ăn chú đã ủ rồi. Dạ. Thì nó sẽ giảm đi được một nửa cái thức ăn. Lúc trước đó, chú dùng thì chiếc máy nó có hiệu quả thế nào đi? Thì chú đã coi nhiều cái clip ở trên kênh YouTube của công ty con ấy trên YouTube, thì chú thấy là cái thời gian sau này thì cải thiện cái máy là xài chất lượng nó tốt hơn. Dạ. À, cái thứ nhất là cái đầu ra, cái miệng của nó đó. Cái miệng của nó hồi xưa mình chế cái đầu tròn thì nó ra chậm, nhưng mà chế cái đầu này thì với cái cửa mở như vậy đó thì mình tăng đơ lên để mình điều chỉnh được cái lượng thức ăn nhỏ lớn được, thì chú thấy là cái thời điểm đó là tốt. Thì lúc trước ví dụ như chú chăn nuôi á, chú chăn á là chú phải về băm ra đúng không chú? Đúng rồi, băm ra, với lại có nhiều khi á là có những cái loại mà bây giờ là không băm ra được, chỉ có chuối ví dụ như là mình thái, còn lục bình thái thì nó mệt lắm, mỗi một lần mà thái lục bình là quải lắm. Nhưng mà từ hồi có cái máy này vô thì chú xay là được hết á, là tốt. Ví dụ mà chú cho gà ăn đó, là mình sẽ xay, là mình sẽ dùng cái nguyên liệu gì mình xay trong cái máy đó? À, ở đây thì chú nuôi gà thì chú cho là chú lấy cỏ dưới này thì thường là chú cũng lấy cỏ hoàng lạc với lại cắt cái loại cỏ thôi đó. Rồi nhưng mà chủ yếu là hoàng lạc. À, thì tại vì gà nó cần ăn là thức ăn là tô, thì mình xay những cái cỏ đó, thì chú xay cỏ cộng với cám gạo với lại dừa khô là cái mà ở dưới này chú có nhiều khi là bán không được, thì chú xay cho gà và cho vịt nó ăn luôn thôi. Tại vì con mua mà cám với lúa không thì rõ ràng là cám công nghiệp mình nó mắc, mình làm giàu cho mấy anh bán cám hết thôi. Một người bạn của chú nó nuôi bằng cám heo thì chú có khuyên người ta là nuôi như vậy thì không có kinh tế, thành ra là chú đã thử, chú xay rồi chú ủ thức ăn men lên, thì anh bạn đó anh ở Mỏ Cày thì anh nuôi đợt vừa rồi coi như là cũng có hiệu quả, thì tới chú sẽ phát triển cái nguồn dịch mà cao sản để chú nuôi ở mấy cái ao của chú. Dạ. Thì chú xay là tới hiện giờ là máy xài là vẫn tốt đúng không chú? Coi như chú mua máy là 4 tháng rồi, tới bây giờ thì chất lượng máy thì vẫn ổn định, hoạt động bình thường. Có điều dao nó hơi lục thì chú có hỏi anh Thương kỹ thuật viên ở trên chợn rồi, cách mài dao thì chú cũng nắm rồi. Nói chung mình nông dân mà, mấy cái đó thì chắc có lẽ là cũng dễ làm, dễ thi công thôi chứ không có gì hết. Dạ. Chào chú thấy máy xay thức ăn đa năng Trí Đạt như thế nào? Thì chú mới mua từ trước Tết đến nay mà đúng không? Dạ. Chú thực hiện mới làm ra Tết đầu 2015 đến nay đúng không? Nhưng mà nói thật đấy là chú thấy nó cũng có hiệu quả. Mà nói thật đấy, nếu như chú cho ăn cám công nghiệp ấy, như một cái trang trại của chú đây ấy, nếu như một tháng ấy, là chú cho ăn tới 100 triệu. Đấy, chú cứ nói vậy thôi, cũng 2 công nhân đúng không, nhưng mà lợi nhuận chưa biết bao nhiêu. Nhưng mà từ cái ngày mua máy giờ về đến giờ chú cũng nuôi cho cá ăn, nhưng mà cá thì cho ăn cái thức ăn này nó không phát triển bằng cám công nghiệp, nhưng mà chi phí một tháng nó chỉ hết khoảng độ đến 15 đến 20 triệu thôi. Nó chỉ bằng 1/5 so với cho ăn cám công nghiệp thôi.
em từ trung tâm phân phối chế phẩm sinh học ạ. Dạ, anh có thể giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Anh tên là Nhất, anh ở Phú An em. Dạ, dạ. Ủa, anh đang làm gì vậy anh? Anh đang chọn một bằng để xay cho gà cho vịt cho heo anh. Dạ, anh cái này máy anh xay mua được bao nhiêu năm vậy anh? Mua hôm nay cũng 3 năm em. Dạ, sau khi anh dùng máy 3 năm thì anh thấy tình trạng máy như thế nào? Anh sử dụng máy, anh thấy máy rất tốt. Dạ. Còn bộ da thì sao anh? Da thì nói chung thì cái như lâu lắm anh mới tháo anh mài một lần nha anh coi nè. Rất tốt. Đó, nay là lâu lắm anh chưa mài mà nó vẫn bén nè. Dạ, bao lâu rồi anh? Nay là cái như 2 tháng anh chưa mài nè. Rồi da rất bén. Để vô là xay dạ. Rất nhuyễn. Dạ, khoảng bao lâu thì mình lấy cái này ra mình mài một lần anh? Nói chung có thể làm 3-4 tháng không chừng. 3-4 tháng anh mới tháo ra một lần. Chứ không có thường xuyên tháo. Rất tốt. Sai thì cái như là mình muốn nhuyễn nhuyễn, muốn to to, ăn thua là mình canh cái bây giờ thôi. Đây à, nó nhuyễn bằng à. Yeah. Dạ. Mình muốn hãy muốn to thì mình ra sớm chút xíu, còn hãy muốn nhuyễn thì để lâu chút xíu là nó nhuyễn. Nó sẽ dễ tiêu hóa cho con heo. Sau khi sử dụng máy thì anh thấy hiệu quả kinh tế máy mang lại như thế nào ạ? Từ khi mua cái máy về thì nói chung là nó đỡ cực hơn lúc trước nhiều.
Lúc trước thì kiểu như theo như anh nói hồi nãy, dạ. Gia đình anh bị nghề căng bánh nè. Dạ. Mỗi lần cho vịt, cho gà, cho heo ăn là phải mất hết một tiếng mấy đồng hồ. Mỗi ngày ba cử vậy đó. Dạ. Nên mất hết 3 tiếng đồng hồ. Nên thời gian nó mà quá phí thì quá mất. Với hai nữa công sức mình không có làm được gì việc nhiều. Dạ. Sau này từ khi anh mua cái máy thì nó ngay sáng mai anh chỉ đi hoạt động máy chừng 10-15 phút à. Cho tới chiều nó đỡ đó. Tích ra 3 tiếng đồng hồ sau đó anh làm việc được nhiều. Và hiệu quả ở gia đình nó phát đạt hơn trong công việc. Dạ. Như vậy là sau khi anh sử dụng máy, mình đã tiết kiệm được chi phí thời gian. Còn chi phí thức ăn thì sao anh? Nó thì thức ăn thì mỗi lần á, ví dụ như là một ngày á, anh tốn 10kg. Dạ. Nay chỉ tốn chỉ 5kg thức ăn. Nó đỡ được một phần nữa. Giờ chú nói như này nha. Đấy, hai đứa này nha. Là cái máy của ông Giang này là đầu tiên, đúng không? Cái máy của ông Giang ấy là chú chấp nhận là cái công nghệ gọi là đa năng, là chú thấy từ cái xay nghiền tất cả các loại rau củ quả là tuyệt vời. Đấy là chú công nhận như vậy. Đấy, có nghĩa là cái máy này nó là xây băm chặt được tất cả các loại cây củ quả, đúng không? Từ cái đến cả cá đến cả xương thịt nó xây, xương thì có khi nó không xây được không? Dạ. Nhưng mà các loại như mà đến là nuôi trồng thủy sản là nó xây được hết, đúng không? Dạ. Xây được hết. Đấy, và nó tập, nó tận dụng được tất cả những cái phụ phẩm của cái ngành nông nghiệp mà để cho con cá ăn được, gọi là cái con cá nước ngọt ăn được, đúng không? Nếu như mà mình đưa vào cái máy này là xây được hết. Dạ đúng rồi. À, xây ra được hết. Mà đã xây ra được ấy, nó nghiền dẫn ra rồi ấy, thì nó ăn được. Có nghĩa có nghĩa là tất cả các cái gì bỏ vào máy này có thể có là tất cả bỏ máy là họ có thể xây được. Cả lá mai, lá xoài, lá chanh nó xây được hết. Đó, có nghĩa là cho cá ăn được. Nhưng mà xuống là con cá nó ăn được. Nhưng dạ. Con trâu, con bò, con lợn không ăn được. Nhưng mà con cá ăn được hết. Ông Đạt ở La Ngà đấy, ông xây bèo này, xây cả lá mì này, xây cả lá chanh, lá đỏ, lá kia đấy. Chúng mày thấy lúc nãy mới cắt một cái đống cây cỏ ngoài kia vào xây tất cả. Đấy mày thấy hết. Thì tôi nói thật đấy, riêng tôi mua hai cái máy rồi, tôi mua cho ông bạn một cái máy rồi.